Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 10 sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong trưa nay với sức gió mạnh nhất giật cấp 14 đã gây nhiều thiệt hại tại đây. Bão đã càn quét trên đất liền hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trong nhiều tiếng đồng hồ với sức gió rất mạnh. Đến đêm nay bão đã suy yếu dần và di chuyển sâu hơn về phía Trung Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu mây bão vẫn bao trùm khắp một vùng rộng lớn, tiếp tục trút những cơn mưa xuống các tỉnh thành miền Trung. Vì thế mà trong đêm nay, tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa to cho đến rất to, lượng mưa ước tính từ 70 cho đến 150mm. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có nơi trên 200mm. Ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La, mưa vừa mưa to đến rất to sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày 16 tháng 9, với lượng mưa là từ 50 cho đến 150mm, có nơi trên 200mm. Mưa xối xả lại tập trung trong một thời gian ngắn, có thể tạo thành dòng chảy mạnh, gây lũ quét và sạt lở đất trên các sườn đồi dốc đứng hoặc là các sông suối nhỏ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Nam, hay ngập úng ở những đô thị. Phải đến ngày 17, ngày 18 tháng 9, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ trở lại trạng thái ổn định. Thời tiết khô ráo, có nắng trở lại và giúp cho bà con miền Trung có thể khắc phục những hậu quả do bão số 10 gây ra. Bão số 10 đi sâu vào đất liền cũng là lúc gió mùa Tây Nam tạm thời có xu hướng giảm tại các tỉnh thành phía Nam. Dự báo trong 3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu có mưa dông rải rác vào chiều tối. Tuy nhiên, trong cơn dông người dân cũng nên cảnh giác với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời có mây thay đổi, nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất ổn định, phổ biến từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Thời tiết vẫn duy trì trạng thái khá mát mẻ trong những ngày cuối tuần này. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Từ ngày mai, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ quay trở lại trạng thái bình thường với thời tiết có mây thay đổi, gió giảm xuống dưới cấp 5 và thuận lợi trở lại cho các hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Các tàu thuyền vẫn nên cảnh giác với mưa dông xảy ra rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 nên Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa trong đêm nay. Ngày mai vùng mưa lớn lan lên phía Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Đến ngày 17 và ngày 18, thời tiết trở lại ổn định trên các khu vực. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 15 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.